iPhone 5G nhưng phải đến năm 2020 mới có. Theo báo cáo của JP Morgan, Apple sẽ ra ba iPhone mới vào tháng 9 này, đó là các sản phẩm kế nhiệm trực tiếp của iPhone XS, XS Max và iPhone XR. Dòng iPhone 11 như chúng ta vẫn hay gọi sẽ rất giống với iPhone năm 2018 khi nói đến thiết kế màn hình. Sự thay đổi lớn nằm ở panel phía sau, vì tất cả các iPhone đều sẽ có hệ thống camera mới có thêm ống kính so với người tiền nhiệm. Có điều không chiếc iPhone e nào trong số những điện thoại này có kết nối 5G, giá của chúng tương đương với các sản phẩm tiền nhiệm. Tuy nhiên Apple được cho là đang phát triển iPhone e 5G, cùng một mẫu iPhone e rẻ hơn cho năm 2020. Báo cáo của JP Morgan cũng lộ cả thông số kỹ thuật của các thiết bị năm tới, mà chúng ta sẽ gọi đó là iPhone e 12. Cả ba iPhone e ra mắt tháng 9 năm 2020 sẽ sử dụng màn hình OLED và modem băng tần 5G, và ít nhất hai trong số ba model sử dụng cảm biến 3D, có các tính năng ARVR hàng đầu.